nó mới cho ba đó. Có đi vừng vừng sèn vừng nhằn vừng à ngắm bò. Ô mình đi trang đi đấy nè. Vợ con đâu thấy cảnh này. Nào. พี่ชายพ่อกับมันลูกเคยพ่อดิจะตีมไหนเดินดาวเลี้ยวเลี้ยวBàn tay cách hoa tình dấu trăm năm. Bố mi đâu phải tay và hồ lạ. Đâu phải tay hay nai đèn đâu. Đâu phải dù hồ nè. Chạm nhân về đêm. Dân miền núi người ta đi ngủ hết rồi, còn mình thì còn đi lọ mọ đi đập đá. Khổ chưa ấy. Người thấy không? Sung sướng gì đâu. Trăng thì tròn lên núi hết cả rồi. Alo, mày sang ba? Hết gì ba, tẩu ba. Hả? Hết gì ba? Hết gì sấy? Tẩu ba mà sụp khí gì ba, khăm gì ba. Bỏ léo khôn à, sụp khí gì sấy, bỏ léo. Hả? Nhi lên á, đi khôn. Hả? Khôn bỏ léo.มีคนครบแล้วจิมมี่เล่นแน่นะไม่อย่าด่าหนูคอยงดเจยMời như nào? Ô, ok.มันเริ่มตาแล้วนี่นะเอาพัดลมดูเอ๊ะขึ้นนั่นนั่นบวงนะเออ เอาขึ้นบวงNgươi nhìn chơi chưa bà con? Tôi đi xuống hốt hấp luôn áo hấp luôn nè.Để leo pin bao nhiêu?
Bố má bà. Hả? Hả? Chính khẩu. Ô. Bộ đây gì này? Ok đây đó. Tên cặp bộ thơ chú thương nè. Bộ la bây bừng ăn nó bảo con mình piệc nè. Bây ăn nó. Đấy mọi người không? Cuộc sống về đêm đấy. Nè. Vợ con có thấy cảnh này đâu mà đó. Đây là cái chằm nhiệt mà bọn tôi đang cho đi nhiệt đêm đây này. Máy xúc thì cũng bật đèn rồi, bọn tôi đây bật đèn đây toàn đèn 100V. Đèn này Yến cái máy phát công suất lớn nối thẳng vào điện máy phát luôn. Thế này mới rõ đấy. Anh người thấy không? Người ta bây giờ thành phố người ta đi chơi trăng thanh gió mát rồi. Bọn tôi đang đi đập đá nhiệt này. Cố gắng vì cái tương lai ấy. Anh em cố tạo cái ít tiền này nước cho anh em rồi anh em làm cái tờ tăng ca tăng thêm thu nhập rồi. Khổ là vậy, sung sướng gì đâu cái cảnh xa nhà. Bố già. Bố già na luồng ấy. Trời chưa? Bố lại mới thấy cảnh bụi. Cho mọi người thấy cái cảnh nhìn rất chuyên nghiệp, không khác gì trạm nhìn của đi đi trạm nhìn quốc tế, trạm nhìn lớn đấy không? Có người đứng máy trong máy quay cảnh đẹp chưa? Quay bằng camera thấy mắt nó đẹp chưa mọi người? Thôi rồi. Chở cái trang nhiên, cầm đèn rồi, điện nước các thứ đấy. Lái bơm, quay bơm, đây đây. Anh em trang nhiên làm cái đêm này. Anh ấy làm về đêm anh em hứng thú hơn rồi. Làm trông nhiệt tình năng nổ hơn. Các bạn làm buổi sáng nó vất vả với là nắng to quá. Nói chung khổ. Nay tôi tính chuyển nhiệt về đêm cho anh em đỡ vất vả. Thứ hai là có thêm tiền uống nước cho anh em. Đấy, sáng sáng rực rồi. Vâng, đây nè. Có cái là buổi tối nó hơi khó nhìn thế nhưng mà vẫn ok. Ok chào bà con nhá. Rồi tôi quay lại công việc đây đây. Mong mọi người ủng hộ và chia sẻ cuộc sống của anh em ở công trường nhá. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại.